nó rất là bất bình thường. Thì trong đó có một cái tên thì rất là bất ngờ. Chấm 9 điểm rưỡi. Nếu như là trên bàn này em phải chọn một người để yêu thì em sẽ chọn ai? Bây giờ làm sao? Bây giờ cái này ủa ai?